tin quốc tế ngày 10 tháng 4, Israel, Iran khẩu chiến nảy lửa, đe dọa tấn công thẳng vào lãnh thổ. 5.000 lính Đức sẽ tới sát biên giới nga. Tạp chí Fogo, máy bay không người lái cỡ nhỏ do Mỹ sản xuất hoạt động kém ở Ukraine. Ukraine đã bắn hạ 14 trong số 17 máy bay không người lái tấn công do nga phóng qua đêm. Nổ đập nhà máy thủy điện miền Bắc nước Ý ít nhất 4 người thiệt mạng. Thụy Điển trục xuất vĩnh viễn nữ phóng viên tuyên truyền nước ngoài của Đảng Cộng sản Trung Quốc vì đe dọa an ninh quốc gia. Phương Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi mục tin quốc tế của DKN. Và sau đây là nội dung bản tin. Mới đây, ngày 10 tháng 4, Ngoại trưởng Israel đe dọa rằng các lực lượng của nước này sẽ tấn công trực tiếp vào Iran nếu Cộng hòa Hồi giáo tiến hành một cuộc tấn công từ lãnh thổ của họ chống lại Israel, khi căng thẳng giữa hai nước bùng lên sau vụ giết hại các tướng lĩnh Iran trong vụ rụi bom tại lãnh sự quán Iran ở Syria. Nếu Iran tấn công từ lãnh thổ của mình, Israel sẽ đáp trả và tấn công vào Iran. Ngoại trưởng Israel Katz tuyên bố trong một bài đăng trên X bằng cả tiếng Ba Tư, ngôn ngữ Iran và tiếng Do Thái. Tuyên bố này được đưa ra sau vài tiếng đồng hồ khi lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nhắc lại cam kết sẽ trả đũa Israel về vụ tấn công lãnh sự quán nước này ở Damascus hồi đầu tháng. Tehran quy trách nhiệm cho Israel về vụ tấn công khiến 12 người thiệt mạng. Israel chưa thừa nhận sự liên quan, mặc dù nước này đang chuẩn bị cho phản ứng của Iran trước cuộc tấn công, một sự leo thang đáng kể trong cuộc chiến ngầm kéo dài giữa hai nước. Theo đó, đầu ngày 10 tháng 4, ông Khamenei phát biểu tại buổi lễ cầu nguyện kỷ niệm kết thúc tháng trai Ramadan của người Hồi giáo, nói rằng cuộc không kích là việc làm sai trái và giống như một cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran. Bộ Quốc phòng Đức thông báo điều gần 5.000 quân hiện diện tại Litva, thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Phát biểu tại lễ xuất quân từ Berlin đến Vilnius, hôm 8 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ca ngợi việc triển khai quân là tín hiệu rõ ràng về tình đoàn kết của Đức đối với thành viên NATO. Đức dự kiến điều động khoảng 4.800 binh sĩ và 200 nhân viên dân sự đến lữ đoàn Litva cho tới năm 2027. Đây là một phần trong kế hoạch xây dựng lữ đoàn thiết giáp đóng quân thường trực tại Baltic, giáp biên giới với Nga. Các binh sĩ sẽ được tổ chức huấn luyện tại Rudinkai, gần thị trấn của Rukla. Một số binh sĩ khác dự kiến đóng quân cách biên giới với Belarus 20 km. Litva cũng giáp với vùng đất Kaliningrad của Nga. Vilnius ca ngợi quân nhân Đức như một lực lượng ngăn chặn Nga, mặc dù Moscow coi đây là bằng chứng rõ ràng hơn cho thấy NATO đang xâm phạm biên giới của mình. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, điều này tiếp tục làm căng thẳng leo thang, tạo ra các điểm nóng đe dọa chúng tôi ở biên giới, chắc chắn chúng tôi sẽ có các biện pháp đặc biệt để đảm bảo an ninh của mình. Nga cáo buộc Mỹ phớt lời những lo ngại của nước này về việc mở rộng NATO ở châu Âu, trái ngược lời hứa với giới lãnh đạo Liên Xô khi đồng ý thống nhất nước Đức vào đầu những năm 1990. Theo các quan chức Nga, việc NATO ngày càng bành trướng ở Đông Âu và vùng Baltic là nguyên nhân dẫn đến tình trạng thù địch hiện nay giữa Nga và Ukraine. Kể từ năm 2017, quân đội Đức đã trở thành một phần của cái gọi là nhóm chiến đấu hiện diện tiền phương tăng cường luân phiên ở Litva, một lực lượng đa quốc gia gồm 1.700 quân đóng tại Rukla, miền trung Litva. Việc quân đội Đức đóng quân luân phiên tại Litva là một phần hoạt động triển khai hiện diện được tăng cường của NATO. Tạp chí Phố Wall ngày 10 tháng 4 đưa tin máy bay không người lái cỡ nhỏ do các công ty khởi nghiệp của Mỹ sản xuất đã hoạt động kém hiệu quả trên chiến trường Ukraine, bị người dùng coi là đắt tiền và trục trặc. Các hệ thống không người lái đã trở thành năng lực thêm chốt của cả hai bên trong cuộc chiến Nga-Ukraine khi ít đang tăng cường sản xuất trong nước và nhập khẩu máy bay không người lái. Tạp chí Mỹ viết, Washington đã cung cấp cho Ukraine một số máy bay không người lái nhỏ hơn do Mỹ sản xuất, nhưng chúng không tạo được tác động đáng kể. Giám đốc điều hành của công ty drone, các quan chức Ukraine và cựu quan chức quốc phòng Mỹ nói với tạp chí Forbes rằng những chiếc máy bay không người lái này thường đắt tiền, trục trặc và khó sửa chữa. Chúng cũng được cho là dễ bị ảnh hưởng bởi các hệ thống tác chiến điện tử của Nga, khiến chúng bay trạch hướng và bị lạc. Adam Bray, giám đốc điều hành của công ty Skydio đã cung cấp cho Ukraine hàng trăm máy bay không người lái của riêng mình cho biết. Danh tiếng chung của mọi loại máy bay không người lái của Mỹ ở Ukraine là chúng không hoạt động tốt như các hệ thống khác. Khi Kyiv đang chuyển sang sử dụng máy bay không người lái rẻ hơn của Trung Quốc, chẳng hạn như phần cứng có sẵn của SZ DJI Technology. Theo tạp chí Phố Wall, các công ty Ukraine đang dựa vào linh kiện của Trung Quốc để sản xuất máy bay không người lái trong nước. Trung Quốc cũng là nguồn cung cấp máy bay không người lái quan trọng cho Nga, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov thừa nhận vào tháng 10 năm ngoái rằng phần lớn máy bay không người lái mà Nga hiện có đều được nhập khẩu từ Trung Quốc. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký một sắc lệnh vào tháng 2 thành lập một nhánh riêng của lực lượng vũ trang Ukraine chuyên phụ trách máy bay không người lái. Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Hanna Vostia cho biết Ukraine có khả năng sản xuất 150.000 máy bay không người lái mỗi tháng và có thể sản xuất 2 triệu máy bay không người lái vào cuối năm nay. Theo truyền thông Anh từ Guardian, lực lượng không quân Ukraine đã báo cáo rằng Ukraine đã bắn hạ 14 trong số 17 máy bay không người lái tấn công do nga phóng và hai trong số một số tên lửa dẫn đường nhắm vào Odessa và khu vực Mykolaiv. Sang sớm thứ tư, ngày 10 tháng 4, Tư lệnh không quân Ukraine Mykola Omelchuk cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng nga cũng đã phóng hai tên lửa hành trình Iskander-K và một tên lửa đạn đạo Iskander-M, nhưng ông không cho biết điều gì đã xảy ra với những vũ khí đó. Oleschuk cho biết, hai tên lửa không dẫn đường KH-59 mà Nga phóng tới cảng Odessa ở Biển Đen đã bị phá hủy. Bộ Chỉ huy phía Nam của lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trên Telegram rằng 12 máy bay không người lái đã bị bắn rơi ở khu vực Mykolaiv và hai chiếc ở Odessa. Cơ sở hạ tầng năng lượng ở Mykolaiv đã bị hư hại do vụ tấn công, khiến nguồn điện bị gián đoạn trong vài giờ. Quân đội Ukraine cho biết không có thương vong trong các cuộc tấn công. Một vụ nổ tại nhà máy thủy điện ở miền Bắc Italy đã khiến ít nhất 4 công nhân thiệt mạng và 5 người khác bị thương, người đứng đầu lực lượng cứu hỏa khu vực cho biết. Ít nhất 4 người khác đang mất tích. Theo nhà chức trách, vụ nổ con đập xảy ra vào khoảng 15 giờ chiều ngày 9 tháng 4 tại nhà máy Bergi của công ty điện lực Enel phía nam Bologna và xảy ra trong quá trình bảo trì đại diện cơ quan cứu hỏa khu vực Francesco Notaro nói với truyền thông địa phương rằng một phần của cấu trúc ngầm 9 tầng bị sập, đám cháy bùng phát ở hầm ngầm của nhà máy. Video do lính cứu hỏa cung cấp cho thấy khói bốc lên từ lòng đất tại nhà máy ven hồ. Marco Masinara, thị trưởng thị trấn Camus Nano gần đó nói với truyền thông địa phương, đây là một nhà máy điện mang tính lịch sử đối với chúng tôi. Nhà máy đã được Enel quản lý trong 50 năm, cung cấp công an việc làm cho nhiều gia đình cho đến ngày hôm nay không có gì xảy ra cả. Hôm nay một thảm kịch đã xảy ra. Thủ tướng Ý Georgia Meloni cho biết bà đang theo dõi tin tức khủng khiếp và bày tỏ sự quan tâm với các nạn nhân và gia đình họ. Các thợ lặn đang hỗ trợ công việc tìm kiếm, dự kiến sẽ kéo dài suốt đêm, nhưng các nỗ lực đang được tiến hành một cách thận trọng vì nguy cơ sụp đổ thêm. Những thương vong có thể làm dấy lên mối lo ngại của các công đoàn về an toàn tại nơi làm việc ở Ý, Hai trong số các công đoàn lớn nhất nước Ý dự kiến sẽ tổ chức một cuộc đình công toàn quốc kéo dài 4 giờ vào ngày 11 tháng 4 để phản đối vấn đề này. Trong một vụ tai nạn nghiêm trọng hồi tháng 2, năm công nhân đã thiệt mạng và ba người bị thương nặng khi đang xây dựng một siêu thị ở thành phố Florence, miền trung nước Ý. Hôm thứ Hai, ngày 8 tháng 4, Thụy Điển đã trục xuất một nữ nhà báo Trung Quốc vì mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2015 Thụy Điển trục xuất một nhà báo nước ngoài. Đài truyền hình Thụy Điển SVT ngày 8 tháng 4 đưa tin, chính quyền Stockholm cáo buộc một nữ nhà báo Trung Quốc 57 tuổi gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Bà đã bị cơ quan an ninh Thụy Điển Swedish Security Service bắt giữ vào tháng 10 năm ngoái, bị trục xuất và bị cấm nhập cảnh vào Thụy Điển. Theo báo cáo, nữ nhà báo Trung Quốc này có liên hệ với Đại sứ quán Trung Quốc tại Thụy Điển và những người liên quan đến chính phủ Trung Quốc tại Thụy Điển. Bà cũng đã tới Na Uy, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland và các nước Bắc Âu khác để tham gia hoạt động với tư cách nhà báo. Theo báo cáo, nữ nhà báo 57 tuổi đến Thụy Điển cách đây hơn 20 năm, kết hôn với một người đàn ông Thụy Điển và có con. Lần đầu tiên bà có được thị thực Thụy Điển vào năm 2005 và giấy phép thường trú vào năm 2008. Vào ngày 4 tháng 4 năm nay, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thụy Điển đã ký quyết định của Ủy ban Di trú. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2015 Thụy Điển trục xuất một nhà báo nước ngoài. Bộ Ngoại giao Thụy Điển tuyên bố rằng chính phủ Thụy Điển rất quan trọng quyền tự do của các nhà báo và an ninh quốc gia, nhưng lần này quyết định của chính phủ Thụy Điển dựa trên những cân nhắc về an ninh quốc gia. Báo cáo của SBT không hề đề cập đến tên nữ phóng viên Trung Quốc. Tuy nhiên, một phương tiện truyền thông khác của Thụy Điển là Kina Media đã tiết lộ danh tính thực sự của người này, đó là Trần Tuyết Phi, chủ tịch phương tiện truyền thông trực tuyến Nordic Green Post. Trần Tuyết Phi cũng giữ chức chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Trung Quốc, châu Âu. Theo trang web Bưu điện xanh Bắc Âu, Trần Tuyết Phi sinh năm 1966 tại Mãn Châu, thành phố Lăng Hải, tỉnh Liêu Ninh, làm việc tại đài phát thanh quốc tế Trung Quốc trong 15 năm từ 2006 đến 2010. Trần Tuyết Phi là phóng viên đặc biệt của People Daily Online tại Stockholm từ 2010 đến 2012. Bà từng là phóng viên của Tân Hoa Xã ở Stockholm. Từ năm 2012 đến nay, bà là nhà báo tự do cho Đài phát thanh toàn cầu bằng tiếng Anh của Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc, phóng viên đặc biệt của Hòa cầu Thời báo và Life Times và các nhiệm vụ khác. Báo cáo cho biết hầu hết nội dung của biểu điện xanh Bắc Âu do Trần Tuyết Phi tổ chức đều đến trực tiếp từ các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng như những người ở Thụy Điển có liên quan đến tổ chức mặt trận thống nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, luật sư Liu Trim Kadriu của Trần Tuyết Phi nói với SVT rằng thân chủ của ông không tin rằng có mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Thụy Điển. Thụy Điển là quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh sau khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đầu tư hiện tại của Trung Quốc vào Thụy Điển vượt quá 11 tỷ đô la. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai nước đã rơi vào tình trạng căng thẳng và tranh cãi trong những năm gần đây. Năm 2018, một tòa án Thụy Điển đã kết án một người đàn ông làm gián điệp cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Người đàn ông tên Doje Gibson từng làm việc cho một đài phát thanh ủng hộ Tây Tạng bị cáo buộc thu thập thông tin về người Tây Tạng lưu vong ở Thụy Điển và chuyển thông tin này cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tòa án đã kết án người đàn ông này 22 tháng tù vì hoạt động tình báo bất hợp pháp. Năm 2020, Quế Dân Hải, một công dân Thụy Điển gốc Hoa và là cổ đông của hiệu sách Vịnh Causeway ở Hồng Kông, đã bị tòa án nhân dân trung cấp Ninh Ba thuộc tỉnh Chiết Giang kết án 10 năm tù vì xuất bản và bán sách chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc, bị buộc tội cung cấp trái phép bí mật nhà nước cho các bên ở nước ngoài. Chính phủ Thụy Điển đã nhiều lần yêu cầu thả Quế Dân Hải nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phớt lờ. Thưa quý vị, mục tin quốc tế của DKN đến đây xin được tạm dừng quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin cập nhật mới nhất của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo